Chiều 7 tháng 9, người mẫu Lệ Nam, còn gọi là Nam Anh, có buổi ra mắt sách Sức mạnh của nội tại với sự góp mặt của nghệ sĩ Quang Minh, MC Minh Sù, người mẫu Trương Thanh Long. Tại sự kiện, Lệ Nam cho biết với cô, sức mạnh của nội tại là một điều đặc biệt, nếu như tìm được thứ sức mạnh ấy, người ta sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã khiến cho câu nói về sức mạnh nội tại của tôi được nhiều người biết đến. Đó cũng là chất xúc tác lớn giúp tôi hoàn thành quyển sách này, Lệ Nam chia sẻ. Sức mạnh của nội tại được chia làm hai mảng. Trong đó, mảng đen khai thác về bóng tối, những vướng mắc trong cuộc sống, quá trình tìm kiếm lối thoát của mỗi người và mảng đỏ khai thác về nhiệt huyết, nỗ lực, đam mê, tình yêu thương, sức mạnh của nội tại. Lệ Nam cho biết trong quyển sách này, cô không viết nhiều về bản thân mà viết những câu chuyện ai cũng đọc được, để mọi người có thể tìm được sức mạnh nội tại của riêng mình. Lệ Nam cho biết thêm, trong quá trình viết sách, cô cũng gặp không ít ám ảnh. Người đẹp 9X nhớ lại, trong quyển sách này, có những câu chuyện lồng ghép nỗi đau của tôi và nỗi đau của những người khác, để thể hiện rằng có những chuyện nếu mình làm sẽ để lại vết thương rất sâu. Chính vì thế khi viết ra những điều đó, tôi khóc không ngừng, ăn cũng khóc, tập yoga cũng khóc. Lệ Nam và tác phẩm đầu tay của mình, ảnh, Facebook nhân vật. Nhắc về nỗi đau, Lệ Nam cũng chia sẻ về khoảng thời gian mình bị trầm cảm. Cô cho biết đó là giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Thời điểm đó thật sự kinh khủng, tôi chỉ muốn nổ tung. Tôi nghĩ rằng, hoặc là mình phải vượt qua để sống cuộc đời khác, hoặc là cứ như vậy mãi. Thật ra, tôi bị trầm cảm từ khi còn rất nhỏ. Lúc đi học, tôi thụ động, tách biệt với các bạn. Đến khi bước ra đời, tôi chưa kịp chữa lành vết thương cũ thì đã phải xông pha ra đời vì miếng cơm manh áo. Đến khi phát hiện bản thân không được ổn định, tôi mới bắt đầu hành trình chữa lành, cô bày tỏ. Lệ Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ảnh, Facebook nhân vật. Lệ Nam cho biết thông qua quyển sách đầu tay của mình, cô muốn truyền năng lượng tích cực cho các bạn trẻ trong xã hội. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1996 cũng cho hay toàn bộ kinh phí thu được từ quyển sách này sẽ được đóng góp vào quỹ phòng chống bạo lực Send Our Love. Cũng tại buổi ra mắt, Lệ Nam chia sẻ mình đang nỗ lực trau dồi bản thân để chinh chiến tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023. Người đẹp cho biết với cô, cuộc thi này không phải là đích đến mà là hành trình đáng nhớ cô trải qua trong cuộc đời. Người đẹp sinh năm 1996 khẳng định Miss Universe Việt Nam 2023 là đấu trường nhan sắc cuối cùng trong cuộc đời cô. Song, trong cuộc thi này, cô không xem các thí sinh khác là đối thủ. Người đẹp giải bày, tôi không nghĩ đi thi phải đấu đá, bởi như vậy giống như mình tham gia một cuộc chiến. Tôi xem đây là sân chơi nơi tôi có nhiều bạn bè. Ở đây tôi có thể học hỏi nhiều điều từ những người đẹp khác. Lệ Nam và em gái sinh đôi nam em, ảnh, Facebook nhân vật. Dịp này, Lệ Nam cũng khẳng định mối quan hệ giữa mình và em gái nam em rất tốt. Hai chị em cô thường xuyên trò chuyện, luôn là điểm tựa của nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Lệ Nam cũng tiết lộ đang độc thân. Cô nghĩ mình sẽ dành thời gian chữa lành hoàn toàn cho bản thân, sau đó mới học cách yêu thương người khác.